cứ vô tư mà lắc 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 lắc. Hãy cứ vô tư mà lắc. Và qua đoạn mở đầu intro vừa rồi thì các bạn cũng đã đoán được chủ đề của video ngày hôm nay là gì. Đó chính là công suất sạc 300W nhanh nhất thế giới thời điểm hiện tại đã thuộc về Xiaomi. Và mới chỉ trong thời gian gần đây thôi, chúng ta còn đang ngỡ ngàng và trầm trồ với một cái công suất sạc rất nhanh đến từ Redmi GT Neo 5 với công suất là 240W. Chỉ mất 9 phút để sạc đầy viên pin là 4600mAh. Nhưng bây giờ thì nó đã bị xoán ngôi rồi, và cụ thể như nào thì anh em sẽ cùng tìm hiểu với tôi trong video ngay sau đây nhé. Mở đầu video thì mình sẽ điểm qua những cái công suất sạc được coi là máu mặt nhất ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại, kể từ những cái phân khúc giá rẻ tầm trung cho đến flagship nhá. Đầu tiên là công suất sạc 67W cho viên pin 4500mAh của K40S thì chúng ta sẽ mất 50 phút. Nhanh hơn thì chúng ta có 120W sạc đầy cho viên pin 4700mAh trên K50 Gaming, mất 24 phút, cũng rất nhanh rồi. Nhưng nhanh hơn nữa thì mới đây Redmi đã đặt một cái cột mốc mới cho tốc độ sạc. Chỉ mất 9 phút với công suất 240W, chúng ta đã có viên pin 4500mAh được sạc 100%. Và chùm cuối của chúng ta đến từ Xiaomi, công suất sạc 300W. Các bạn chỉ mất độ khoảng tầm 5 phút thôi là đã sạc đầy viên pin 4100mAh trên chiếc Note 12 Pro Plus. Và chỉ mất 2 phút thôi đã sạc đầy 50% pin trên mẫu máy này. Và các bạn cũng có thể theo dõi được video clip thử nghiệm cái công suất sạc 300W này đang hiển thị ở trên màn hình. Chúng ta có cái công suất 280W được duy trì liên tục trong vòng 2 phút, và cái công suất cực đại của cái công nghệ sạc nhanh này thì nó được đẩy lên là 290W. Kể cả khi mà cái viên pin của chúng ta đã đạt được cái dung lượng là trên 50% rồi thì nó vẫn được đẩy lên cái công suất cực đại lên tới là 290W. Và chỉ khi cái dung lượng pin nó đã vượt quá con số là 65% thì công suất sạc bắt đầu giảm dần đều cho đến khi viên pin được sạc đầy 100%. Chẳng nói đến đây, nhiều bạn sẽ khá là lo ngại về cái vấn đề nhiệt độ khi mà cái công suất sạc được đẩy cao lên như vậy, từ 280 cho đến 290W, thì liệu củ sạc hay là thân máy nó có xảy ra hiện tượng bị quá nhiệt hay không. Thì mình cũng sẽ cung cấp cho các bạn một cái thông tin là riêng cái công suất sạc nhanh 300W này đã được cấp 50 chứng chỉ về độ an toàn cũng như là các cái nguyên vật liệu của nó sử dụng để tối ưu cho khả năng tản nhiệt tốt hơn. Kết lại video ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây thì công suất sạc đang là một cái cuộc đua khốc liệt diễn ra ở các hãng smartphone Android. Link của những sản phẩm được trang bị công suất sạc nhanh 67 hay là 120W mình sẽ để ở phần mô tả của video. Có thể kể đến một số những cái tên như là Redmi Note 11e hoặc là K50 Pro, K50 Ultra. Các bạn có thể tham khảo những cái sản phẩm này để tiết kiệm thời gian sạc pin hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Điện thoại 2 nhé.